Thủy xin chào quý anh chị. Trong video ngày hôm nay, Thủy muốn chia sẻ với quý anh chị cách chúng ta tăng cường sức khỏe ở nam giới bằng những cái nguyên pháp là tự nhiên, những cái nguyên liệu chúng ta có thể dễ tìm, dễ dàng mua được và chi phí nó không quá là cao. Và cái nguyên pháp này Thủy muốn chia sẻ với quý anh chị đó là chúng ta dùng thanh long. Trước tiên thanh long thì quý anh chị cần là một trái thanh long như thế này. Và nguyên liệu thứ hai là cà rốt. Thì cà rốt này quý anh chị là sử dụng là khoảng 2 củ như thế này. Thanh long này nó giàu vitamin và chất khoáng, nó là một loại trái cây rất là giàu chất xơ và giàu vitamin. Nó chứa một lượng lớn là khoáng chất rất cần thiết cho cơ thể của con người, cho chúng ta là chăm sóc và bồi bổ cơ thể rất là tốt. Thanh long là ruột trắng hay là ruột đỏ đều được ha. Thanh long này nó chứa cái vị ngọt, nó chứa nhiều protein và các nhóm vitamin như là B2, B3, vitamin C và nó chứa nhiều là sắt, kali, phosphor. Nó giúp tăng cường sức khỏe và mang lại cho quý anh chị một cơ thể là khỏe mạnh. Thì quý anh chị cần là một trái thanh long ha. Cà rốt này là quý anh chị mình sẽ bỏ vỏ. Quý anh chị cần một nhánh gừng nhỏ. Sau đó thì quý anh chị mình sẽ đem ép lấy nước cà rốt, gừng và thanh long này. Sau khi quý anh chị ép được thanh long và gừng với lại cà rốt này thì chúng ta cho ra một cái ly ha. Và chanh này thì chúng ta sẽ sử dụng là nửa trái.
Và sau đó mật ong thì quý anh chị sẽ cho vào là 2 muỗng. Sau khi quý anh chị được một ly là hanh long, cà rốt, gừng và sẽ cho vào đây là nửa trái chanh và 2 muỗng mật ong thì quý anh chị sẽ sử dụng là trước khi đi ngủ 1 giờ sẽ giúp cho quý anh chị tăng cường sức khỏe rất là tốt. Nếu như quý anh chị nào muốn tăng cường sức khỏe mà dùng cái phương pháp tự nhiên chung cho chúng ta là một sức khỏe khỏe mạnh mà không phải có tác dụng phụ và nguyên liệu cũng rất là dễ tìm và rẻ tiền thì quý anh chị hãy áp dụng thử cách này. Hãy hy vọng rằng là sau khi chia sẻ quý anh chị sẽ áp dụng và thành công. Hãy chúc cho quý anh chị áp dụng sẽ được thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ và bình an. Nếu quý anh chị xem video thấy video ích cho hãy một like, lần đầu xem kênh hãy nhấn đăng ký kênh ủng hộ kênh của Thủy. Thủy xin cảm ơn rất là nhiều. Thủy xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.